Một buổi sáng đang bắt đầu, hãy cùng cả gia đình sẵn sàng cho những hân hoan ngày mới. Bé sẽ bay bổng theo những nét vẽ sáng tạo cùng ếch cốm. Vui nhộn với năm từ mới tiếng Anh. Và lần đầu tiên có một bản tin thời tiết dành riêng cho bé, giúp bé lựa chọn trang phục phù hợp trước khi đến trường. Và cả gia đình sẽ bắt đầu bữa sáng từ căn bếp yêu thương, sẵn sàng cho một ngày mới với tràn đầy năng lượng. Và cũng không quên những bí quyết nho nhỏ để cả gia đình đẹp hơn mỗi ngày. Thức dậy cùng VTV7, 6 giờ đến 7 giờ mỗi buổi sáng hàng ngày. Vui vẻ, đầy âm nhạc và tiếng cười. Một trường học tràn cảm hứng cho tất cả các cấp học, từ mầm non đến tiểu học và trung học. Siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu với lớp học cầu vồng, tính toán cực nhanh cùng siêu tính nhẩm. Học lịch sử bằng âm nhạc, dễ thôi không khó. Tìm hiểu địa lý từ khinh khí cầu cùng anh bong bóng. Thấy khoa học thật thú vị và cũng đầy những bất ngờ. 3 khung giờ mỗi ngày chỉ có trên trường học VTV7. Và lớp thấy trong người nầm nớ, quyển sử khó học vì chữ chi chít khó đào, tự quay cuồng đầu óc ôi phát khóc. Học lịch sử có khó thật không? Học lịch sử không khó đâu, hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử bằng âm nhạc. Siêu tính nhẩm, cuộc thi toán học hấp dẫn dành cho các bạn học sinh. Sôi động, hấp dẫn và vô cùng kịch tính. Các em hãy cho biết đáp án của biểu thức sau. Mở ngoặc đơn 54 - 45 cộng với 1 thì bằng 11 × 10 và cuối cùng ra kết quả 110 ạ. Hãy đón xem chương trình Siêu tính nhẩm trên VTV7. Vui vẻ, đầy âm nhạc và tiếng cười. Một trường học tràn cảm hứng cho tất cả các cấp học, từ mầm non đến tiểu học và trung học. Siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu với lớp học cầu vồng, tính toán cực nhanh cùng siêu tính nhẩm. Học lịch sử bằng âm nhạc, dễ thôi không khó. Tìm hiểu địa lý từ khinh khí cầu cùng anh bong bóng. Thấy khoa học thật thú vị và cũng đầy những bất ngờ. 3 khung giờ mỗi ngày chỉ có trên trường học VTV7. Những kinh nghiệm khổng lồ mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Lạc đà có thể đứng trên những quả trứng hay không? Làm thế nào để nhìn thấy vận tốc âm thanh? Sức mạnh của những chiếc ly. Những kinh nghiệm gần gũi, đơn giản nhưng đầy thú vị mà các em có thể thực hiện ngay tại nhà. Hành trình đầy ý nghĩa của việc làm thử và sửa sai. Chương trình khoa học dành cho các em nhỏ khám phá khoa học, những kinh nghiệm khổng lồ sẽ có duy nhất trên VTV7. Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, bạn sẽ lắng nghe điều gì? Đam mê, thiên hướng, tố chất hay xu hướng? Một chương trình hướng nghiệp hoàn toàn mới sẽ giúp bạn có thêm tự tin cho sự lựa chọn của mình. Không có nghề nào là nghề không có vất vả cả. Nếu mà mình yêu nghề thì nghề không bao giờ phụ mình. Bởi vì tôi nghĩ là tôi đã lựa chọn đúng nghề của mình. Con đường nghề nghiệp lần đầu tiên trên VTV7 từ mùng 1 tháng 1 năm 2016. Những người dẫn chương trình là các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực và đầy cá tính. Những câu chuyện riêng, chuyện chung xoay quanh chủ đề giáo dục. Thì nếu mà đáp ứng đủ tất cả các tiêu chuẩn này thì mới có thể là chẩn đoán là tăng động giảm chú ý. Vì nhà giáo dục là gì? Là phải khích lệ đạo học sinh. Để mà yêu con cũng khó lắm. Yêu theo cái cách nào nó cần, chứ không phải yêu theo cái cách mà
mình có cái gì mình cho nó. Tôi đồng ý sẽ có thêm từ như nha. Tôi đồng ý. Tất cả sẽ được chia sẻ, phân tích và tham vấn trong EduTalk, diễn đàn giáo dục mở phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV7. Không hề khó chút nào. Hãy thử cùng học tiếng Anh trên VTV7 với một khung sóng đặc biệt chỉ chuyên dành cho tiếng Anh mà thôi. 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày cho các bé. Giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày với English Voice. Bí quyết để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Nhiều lứa tuổi, nhiều đối tượng, tiếng Anh dành cho tất cả mọi người. VTV7 English từ 7 giờ đến 8 giờ sáng hàng ngày. Hãy cùng thư giãn với những khung giờ giải trí trên VTV7. Hello, wonderful friends. Vui nhộn, hấp dẫn, bổ ích. Những bộ phim hoạt hình đặc sắc với nội dung giáo dục hấp dẫn dành riêng cho lứa tuổi mầm non. Những câu chuyện đầy xúc cảm dưới mái trường của lứa tuổi học trò sẽ được tái hiện sinh động qua những tập phim hấp dẫn của Việt Nam và thế giới. Cùng VTV7 giải trí hàng ngày trên VTV7. Buổi sáng đang bắt đầu,